với các kỹ thuật hình ảnh thần kinh và điện sinh lý, các nhà nghiên cứu đã có thể thu được nhiều hiểu biết mới về giấc mơ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hoạt động thần kinh trong não khi người ta thức có thể tương tự như hoạt động của não khi đang mơ. Mặc dù một số bộ phận của não dường như hoạt động tích cực hơn trong khi người ta mơ. Từ lâu, người ta vẫn nghĩ rằng những lo lắng về cảm xúc của chúng ta theo chúng ta từ trạng thái thức vào thế giới mơ, và chuyển động mắt nhanh REM thường trùng hợp với mơ. Có liên quan đến việc xử lý ký ức cảm xúc, những giấc mơ xảy ra trong giấc ngủ REM có xu hướng có những khía cạnh cảm xúc mãnh liệt, mặc dù ít người biết về cách những cảm xúc đó được kích hoạt. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu thêm về hoạt động thần kinh trong não trong giai đoạn ngủ REM. Bộ não của chúng ta có thể đối phó với cảm xúc khi chúng ta mơ. Não bộ củng cố các cảm xúc tích cực và giảm sự củng cố các cảm xúc tiêu cực. Trong khi chúng ta tỉnh táo, vỏ não trước sẽ giúp tích hợp cảm xúc. Nhưng khi chúng ta ngủ, hoạt động trong vỏ não trước chán sẽ giảm xuống. Giấc ngủ REM hiện đã được kết nối với một quá trình được gọi là phân tách somatodendritic trong các tế bào thần kinh hình tháp nằm trong vỏ não trước chán của não. Công trình mới này, được đưa tin trên tạp chí Science, đã tiết lộ một lý do tại sao giấc ngủ lại rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu cơ chế cơ bản và chức năng của một hiện tượng đáng ngạc nhiên như vậy, giáo sư Antoine Adamantidis thuộc Bệnh viện Đại học Bern cho biết. Những cảm xúc như sợ hãi phải được kiểm soát ở tất cả các loài động vật để chúng có thể tồn tại. Khi mọi người trải qua những cảm xúc tiêu cực dữ dội hoặc kéo dài, các tình trạng như rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể phát sinh. Hiểu cách bộ não đối phó với những cảm xúc tiêu cực và cách chúng có thể được củng cố có thể dẫn đến phương pháp điều trị các chứng rối loạn như PTSD hoặc lo lắng. Nghiên cứu này sử dụng một mô hình chuột, trong đó các loài động vật được điều kiện để liên kết một số âm thanh nhất định với nguy hiểm, một kích thích thù địch. Hoạt động của não được ghi lại khi những con chuột ngủ và thức dậy. Với dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu ký ức cảm xúc thay đổi như thế nào trong giấc ngủ REM. Các thân tế bào của tế bào thần kinh hoặc soma không hoạt động, trong khi phần mở rộng của tế bào thần kinh, được gọi là đuôi gai, trở nên hoạt động, hai phần của tế bào đã được tách rời. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng việc tách rời giúp các đuôi gai mã hóa các cảm xúc nguy hiểm và an toàn, vì soma bị ức chế ngừng phát ra từ tế bào và hoạt động quá mức khi chúng ta ngủ. Tác giả nghiên cứu đầu tiên Mattia Ehm của Đại học Bern giải thích cơ chế hai chiều này là cần thiết để tối ưu hóa sự phân biệt giữa các tín hiệu nguy hiểm và an toàn. Khi não bộ không tốt và không phân biệt được giữa các tín hiệu đó, rối loạn lo âu có thể phát sinh. Trong PTSD, chấn thương có thể được củng cố quá mức trong khi ngủ. Adamantidis cho biết, chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện của chúng tôi sẽ không chỉ được bệnh nhân quan tâm mà còn được công chúng rộng rãi. Chúng sẽ phải được xác nhận ở người trước tiên. Nhưng nghiên cứu này là một bước tiến lớn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.